bởi vì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Thầy ơi, thầy lỗi thầy tôi. Bao lâu rồi hai vợ chồng chị không ngủ với nhau vậy? Không láo, tôi không ngán chị đâu, chị nên rời xa anh ấy đi. Hôm nay đi làm xong rồi về anh có ăn cơm không? À, hôm nay anh đi họp với một số đối tác của anh, chắc về hơi trễ á. Có gì hai mẹ con ăn trước đi ha. Dạ, em biết rồi. Thôi chúc anh thành công nha. Cảm ơn em nha. Thôi được rồi, anh cứ đi đi cạo trễ nha. Ừ. Mày mà theo thằng Hạ hả? Mày đừng có nhìn mặt tao nữa. Mà tao không biết mày nghĩ sao nữa. Gia đình mình danh giá như vậy nè, mày lại đi theo cái thằng khố rách áo ôm vậy, tự chuốc khổ vào thân. Lần này tao không có nhân nhượng mày nữa đâu. Mẹ ơi, đâu có phải ai cũng sinh ra trong gia đình giàu có đâu mẹ. Anh có chí tiến thủ, thế nào rồi sau này anh cũng thành công mà mẹ. Mày có giỏi á thì mày cuốn gói theo nó luôn đi. Mày mà bước chân ra khỏi nhà này hả, mày đừng có trở về nữa, đừng có nhìn mặt tao nữa, coi như tao không có đứa con gái như mày đâu. Anh xin lỗi em, chỉ tại vì anh không được tốt cho nên em mới khổ sở như vậy. Em sẽ chứng minh cho ba mẹ em thấy lựa chọn của em không hề sai lầm. Mặc dù may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, lại có công việc ổn định, nhưng Tuyết vẫn chọn ở bên Hà khi anh vẫn còn tay trắng. Không chỉ vậy, Tuyết còn đưa hết tiền bạc tích góp bấy lâu cho Hà làm ăn. Em coi phải cái này không em? Dạ đúng rồi chị, cảm ơn chị nha. Ừ. Thôi à, em xin phép về trước. Ừ, cảm ơn em. Sao vậy chị Năm? Cô ơi, không biết sao mà ông chủ ông mướn cô thư ký gì mà nhìn giống như là con gà móng đỏ vậy. Sao mà chị Năm nói vậy? Giờ thư ký đó phải xinh đẹp như vậy thì mới đi ký hợp đồng được chứ. Cô cứ ý y vậy đó, rồi cô mất chồng hồi nào không biết đó. Lửa gần rơm á thì lâu ngày nó cũng bén hà. Tôi mà như cô á, tôi nói ông chủ á chỉ mướn thư ký nam hay là mấy bà mà U60 cho nó an toàn, chứ nhìn con bé này nó mơn mởn vậy á, đố có người đàn ông nào mà thoát được đâu. Không có chuyện đó đâu chị Năm, em tin chồng em mà. Cô cũng vậy nữa, cô phải coi lại cái bản thân mình đi. Em có sao đâu, em khỏe mà. Cô phải biết chăm sóc bản thân mình, phải tân trang nhan sắc đồ lại. Chứ nhìn cô như vậy nè, tôi nhìn tôi còn thấy chán nữa. Đừng nói gì ông chủ. Trời đất ơi, bây giờ em ở nhà mà tân trang rồi mặc đồ đẹp vô trang điểm vô cho ai coi, đúng không? Tôi nói thì cô không tin. Mai mốt mà có chuyện gì đó ha, đừng có trách là tôi không nói trước đó. Thôi chị Năm đi chợ đi nghe, cứ lo chuyện bao đồng không à. Dạ. Nhờ sự chăm chỉ, chí thú làm ăn, chỉ trong vài năm, Hà bất lên danh chóng, trở thành một doanh nhân thành đạt, được nhiều người kính trọng. Bước qua những ngày vất vả, cuộc sống của hai người đã sung túc hơn rất nhiều. Kể từ khi có con, Tuyết nghỉ hẳn ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Dành hết thời gian chu toàn việc nhà, Tuyết không quan tâm chăm sóc bản thân. Lâu ngày ngắm lại mình trong gương, Tuyết không ngờ mình già đi nhanh như vậy. Bao lâu rồi mình chưa trang điểm ta? Con nên sắm thêm đồ mới. Cũng chẳng đi đâu, sắm thêm nhiều làm nhỉ. Anh
anh có biết là vợ của anh quê mùa lắm như thế nào không hả? Anh bảo nói em biết trước á, chắc em tưởng bả là người ở không á. Sao em lại nói vậy? Thì em có sao, em nói vậy thôi mà. Bây giờ nè, anh thử anh dẫn bả đi hội nghị coi, anh có mất mặt không? Anh kêu em thôi đi không? Có chuyện đó mà nói tới nó luôn cằn nhằn anh hoài. Anh đã nói không được nhắc lại nữa mà. Em biết rồi. À, tuần sau mình đi Vũng Tàu công tác á, hay là mình ở lại thêm một ngày đi chơi nha. Anh nghỉ một ngày thôi, tại vì công việc của anh á, trên này còn nhiều lắm, cần anh phải giải quyết nữa. Hôm bữa anh nói với em là 2 ngày rồi mà. Nhưng mà anh nói rồi, một ngày là một ngày thôi. Em cứ làm nhà anh hoài, anh đau đầu cũng chết. Hà ra ngoài làm việc, chú trong bề ngoài, ăn bận chảy chút, trong khi Tuyết ở nhà lay hoay với công việc nhà, bỏ bê ngoại hình. Cuối cùng anh cũng không thể qua ải mỹ nhân của cô thư ký xinh đẹp. Cái món gì anh mua cho em món đó, chịu không? Thiệt không đó? Giám đốc của em mà, anh có bao giờ mà nói hai lời đâu nè. Phải vậy thì em mới tàn tâm tàn ý la cho cái công ty này được chứ. Chết rồi. Cô Tuyết ơi, cô Tuyết. Cô Tuyết ơi, có chuyện rồi nè. Có chuyện gì chị Năm? Nè, cô coi nè. Có vết son môi trên áo của ông chủ nè. Chắc chắn là ông chủ có bồ rồi. Lại còn mùi nước hoa phụ nữ thơm nức à. Nè, cô ngửi coi. Chuyện đâu còn có đâu. Để em nói chuyện với anh. Chị Năm đừng nói chuyện này với anh. Dạ. Lúc đầu quen Hà, Quỳnh xác định mình không hề có ý định phá hoại gia đình người khác. Chỉ cần Hà chu cấp đầy đủ cho mình là được. Nhưng dần dần lòng tham và sự chiếm hữu của Quỳnh ngày càng lớn. Anh hỏi em, cái này là sao? Chuyện gì? Vết son này là của ai vậy? À, cái này cô kế toán cùng công ty của anh nó vô tình bị dắp té, tật mặt vào cái lưng anh. Chắc là nó dính từ đó, đâu có gì đâu. Còn mùi dừa thơm thì sao? Em nhầm rồi, cái này không phải mùi dầu thơm. Cái này là mùi xịt phòng. Hôm trước á, cái phòng anh bị ẩm thấp quá, cho nên anh xịt gần nửa chai đó chứ. Giờ toàn bộ đồ của anh á, là nó dướng mùi này không à. Đâu có gì đâu. Anh nói thật chứ? Trời ơi, em biết rồi. Anh á, đi làm tối mài tối mặt, thời gian còn không có ngủ nghỉ nữa. Thời gian đâu mà yêu với đương lăng nhăng. Em bớt ghen bóng ghen gió đi. Anh đi đâu vậy? Đã đi làm về mệt, mặt em cứ cằn nhằn hoài à. Tôi đâu kể tôi. Anh. Anh sợ sao? Sao phải sợ? Không sợ. Không sợ thì ly dị đi. Rồi mình đến với nhau. Nhưng mà bây giờ chưa được. Anh nói anh yêu em mà như vậy đó. Ghét. Anh đang tính mà. Cứ từ từ em. Cái gì nữa? Hả? Rồi nó có bị sao không? Rồi rồi rồi. Anh về liền. Con anh nó bị té. Bây giờ anh phải về. Không còn muốn đứng trong bóng tối, Quỳnh đã nhiều lần gợi ý Hà ly dị vợ để đến với mình. Nhưng anh đều làm ngơ, không thể quanh tay đứng nhìn. Quỳnh đã quyết tâm tự tay giành lại hạnh phúc cho mình, dù có phải cướp giật của người khác. Ông biết sao mà ông chủ ông mướn cô thư ký gì mà nhìn giống như là con gà móng đỏ vậy? Thank you.
Em coi đi. Thì ra bấy lâu nay anh lừa dối tôi. Đi công tác, đi học, hay là đi gặp con hồ ly đó. Bao lâu nay tôi chịu cực khổ giúp anh gây dựng sự nghiệp, đây là cách để anh đền đáp cho tôi. Nếu cô đã biết á thì đừng có làm quá lên. Đứng lại. Đàn ông đi ra ngoài á, giao tiếp cặp kè là chuyện bình thường, miễn sao tôi về nhà làm tròn trách nhiệm với gia đình là được rồi. Anh còn không thèm chối hả? Thì sao? Cô nhìn lại mình đi, lộm thộm như là một con ở, nhìn muốn phát ói. Tôi á mà đi ra ngoài lăng nhăng với người ta là cũng vì do cô không tự chăm sóc bản thân mình, còn trách ai? Tôi không dám ăn, không dám mặc, không dám mua sắm gì cho bản thân, một lòng lo cho cái gia đình này. Tại ai? Tại ai mà tôi ra đông đội như thế này? Cô đâu phải đi làm, ở nhà ăn sung mặc sướng, còn đòi hỏi gì nữa hả? Cái nhà này tôi đi làm, tôi có tiền, tôi có quyền. Ly hôn đi, tôi không chịu nổi sự sỉ nhục này. Ly hôn? Được, tôi muốn lâu rồi. Nếu không nghĩ tình nghĩa ngày xưa với cô thì tôi đã ly hôn cô lâu rồi. Nhận lại chỉ là sự thấy lòng đối dạ của người chồng bội bạc. Hôm qua nay cô không ăn gì hết sao chịu nổi? Em không ăn nổi nữa đâu Năm ơi. Tôi biết là cô buồn, nhưng mà nếu mà không ăn gì hết không có sức đâu cô. Nhưng mà giờ em nuốt không vô nữa, cứ nghĩ tới mấy cái hình ảnh đó em chịu không có được. Cô phải bình tĩnh lại, cô còn phải nghĩ đến bé Ni nữa chứ. Chị đừng nói gì cho bé Ni biết nha. Lát nữa nó đi học về cứ bình thường đi nha. Tôi biết rồi, nhưng mà bây giờ cô tính thì sao? Sao chăng cái gì nữa, ly hôn thôi. Không có được. Trời ơi, bộ cô muốn cho bé Ni nó không có cha hả? Mà bây giờ á cô lại không có việc làm, nếu mà ly hôn á có nguy cơ mất con luôn đó cô. Chứ bây giờ phải tính sao? Em không thể sống với một người lòng lan dạ sói như vậy được. Cô nhìn mặt hắn thôi em cũng không nhìn được nữa. Nhưng mà nếu cô ly hôn á là đúng ý hai người đó rồi đó. Còn hồ ly đó đó, nó cố tình nó chọc tức cô để mà cô ly hôn, cô đừng có thập bẫy nó nghe chưa. Đàn ông á, người ta đi chơi cho đã rồi người ta cũng quay về nhà hả cô? Năm ơi, giờ em phải làm sao Năm? Thì bây giờ á, cô phải giáp mặt nó, nói chuyện phải quấy, coi nó muốn cái gì. Alo Quỳnh hả? Tôi muốn gặp cô. Đúng lúc tôi đang muốn gặp chị đây này. Hay là chị đến nhà tôi đi. Tại sao tôi phải qua nhà cô mà không gặp ở ngoài? Thì bởi vì tôi đang muốn giữ thể diện cho chị. Nếu như mà chị tức giận, người mất mặt là chị đó. Được rồi, tôi ngại gì cô. Cô, bây giờ cô đi gặp con hồ ly đó đó hả?
Nam ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận rồi hãy đi đón bé Ni nha. Về cho nó ăn giùm em. Ờ. Nhưng mà cô, sao cô không thoa chút xíu son lên cho nhìn nó đỡ tiều tụy chút? Ở hoàn cảnh này rồi còn thoa son gì nữa hả Nam? Nhưng mà nhìn cô héo hon vậy nè, cái con đó nó hả hê lắm, không có được. Em không còn tâm trạng nào mà nghĩ đến nữa. Vợ ra sao thì ra thôi. Em đi nha. Khoan khoan khoan, cô chờ tôi chút. Cái gì vậy Nam? Cái gì vậy? Cô cầm con dao này nè, để phòng thân. Đâu biết cái con đó nó dở trò gì. Thôi, em tới nói chuyện đàng hoàng với nó, chứ có phải là tới đánh ghen đâu mà cầm ba cái đồ này làm gì. Thì tôi cũng muốn cô đem theo để phòng thân thôi, chứ tôi đâu muốn cô dùng đến. Chứ lại á, nếu mà con nhỏ nó làm quá thì cô lấy ra cô hù nó. Mấy đứa đó nó nhát gan lắm, hù nó cái là nó sợ hả. Cầm đi. Thôi được rồi, em đi luôn nha. Nhớ khóa cửa cẩn thận đó. Rốt cuộc là cô muốn gì? Chẳng phải chị là người hiểu rõ nhất sao? Chị nên buông tha cho ảnh đi. Ảnh đâu còn yêu thương gì chị nữa đâu. Tại sao chị cứ cố chấp ở bên cạnh ảnh hoài vậy? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi sẽ không ly hôn. Ảnh có thể bỏ tôi, nhưng không bao giờ dám bỏ Benny. À, cái này thì chị yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Benny một cách đàng hoàng nhất. Tôi sẽ không ăn hiếp bé ở đâu. Còn điều quan trọng nhất bây giờ là chị nên bước chân ra khỏi ngôi nhà đó. Cô dám nói với tôi như vậy hả? Có gì mà không dám nói. Một người chồng mà đi ngoại tình á, thì người nên nhìn nhận lại bản thân là chị. Ăn ở làm sao để mà chồng mình phải đi ngoại tình vậy? Anh đang ở với chị chẳng qua là vì cái nghĩa vụ, vì con cái thôi. Chứ còn tình yêu hả? Anh đã hết với chị từ lâu rồi. Cô... À, sẵn tiện tôi hỏi chị một câu nha. Bao lâu rồi hai vợ chồng chị không ngủ với nhau vậy? Con... Lão! Chị dám đánh tôi hả? Chị đừng tưởng tôi hiền nha, tôi không ngán chị đâu. Tốt nhất á là chị nên rời xa anh ấy đi. Chị đi tao sẽ sống chết với mày. Sau khi vô tình sát hại chị Tuyết, Quỳnh quá hoảng sợ và tìm cách lẩn trốn. Tuy nhiên sau đó Quỳnh đã ra công an đầu thú, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Giữa hành vi ngang ngược của Quỳnh, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Lê Duy Quỳnh 9 năm tù về tội giết người và bồi thường cho bên bị hại 80 triệu đồng. Bao lâu rồi mình chưa trang điểm ta? Sắm thêm đồ mới không? Cũng chẳng đi đâu, sắm thêm nhiều làm gì? Sau những ngày tháng vất vả lo cho chồng con, khi gia đình đã có một cơ ngơi ổn định, Tuyết nên dành thời gian để làm đẹp, chăm sóc bản thân. Bên cạnh đó, Tuyết cũng nên đi làm để không hoàn toàn phụ thuộc kinh tế vào chồng. Phụ nữ phải biết tự nâng cấp bản thân để không bị chồng coi thường. Hôm nay em đi xin việc. Trời ơi, đang yên đang lành mắc mớ gì mà em muốn đi làm vậy? Thì giờ công việc của anh ổn định rồi, Benny cũng đi học rồi, tới lúc em phải đi làm lại. Chứ ở nhà suốt chán quá, còn bị tụt hậu với mọi người nữa. Cho dù em không có đi làm thì anh vẫn lo cho em với con được chứ bộ. Em biết là vậy, thì em cũng đâu có phải là đi làm vì tiền đâu. Em ra ngoài giao tiếp với xã hội thì vẫn tốt hơn chứ đúng không anh? Với lại anh có nhớ không, hồi xưa em là trưởng phòng chứ bộ,
đi học kiếm được cái bằng đâu phải chuyện đơn giản đâu. Mà giờ bỏ một xó như vậy phí quá. Nếu như em thích thì em cứ đi làm đi ha. Nhưng mà nhớ nè, kiếm việc nhẹ nhẹ làm thôi nha, đừng có nặng nhọc quá, hiểu không? Em nhớ rồi, anh yên tâm nha. Tranh thủ đi em. Anh có biết là vợ của anh quê mùa lắm như thế nào không hả? Anh bảo nói em biết trước á, chứ em tưởng bả là người lỡ không biết. Đây là một mối quan hệ không được pháp luật thừa nhận, xã hội lên án. Quỳnh có nhan sắc, có học vấn, có thể tự chọn cho mình một cuộc sống trọn vẹn hơn là trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Quỳnh nên nhận thức lỗi lầm và chủ động chấm dứt chuyện tình cảm sai trái của mình trước khi quá muộn. Ngày mai em nộp đơn xin nghỉ việc nha. Bởi vì em thấy là chuyện của tụi mình nên kết thúc ở đây đi. Tụi mình không có tương lai đâu. Mà như vậy thì cả hai mình đều đau lòng hết á. Tôi muốn cô cầm theo để mà phòng thân. Nếu mà con nhỏ nó làm quá thì cô lấy ra cô hù nó. Tuyết đi gặp người thứ ba để nói chuyện phải quấy, tâm trạng rối bời. Nếu mang dao theo người rất dễ gây ra tai nạn sát thương. Thôi Năm, em không giữ được bình tĩnh. Có dao trong tay rồi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, đúng không? Năm cất đi, em không có cầm theo đâu. Em đi á. Bao lâu rồi hai vợ chồng chị không ngủ với nhau vậy? Chị đừng tưởng tôi hiền nha. Tôi không ngán chị đâu. Tốt nhất á là chị nên rời xa anh ấy đi. Quỳnh là người thứ ba chen vào hạnh phúc của gia đình Tuyết. Quỳnh đã không biết lỗi lầm của mình mà còn cố tình gây chiến với Tuyết, làm gia đình người ta đổi vợ, là hành vi trái với đạo đức và đáng bị lên án. Tuy việc giết người không nằm trong chủ đích của Quỳnh, nhưng vì Quỳnh đã cố tình khiêu khích Tuyết mới dẫn đến việc xô xát và làm chết người. Nếu Quỳnh biết dừng mối quan hệ sai trái này đúng lúc thì bi kịch đã không xảy ra, khiến cho bản thân lâm được cảnh tù tội. Một gia đình đã từng hạnh phúc phải chịu cảnh tan vỡ.